Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến với mọi người, mọi nhà để tạo không khí cho nhân dân vui xuân đón Tết cổ truyền dân tộc. Những ngày qua, huyện Châu Thành tập trung các nguồn lực chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Những ngày qua, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng yếu thế trong xã hội được các cấp ủy đảng, chính quyền, toàn thể huyện Châu Thành tổ chức khẩn trương sôi nổi. Trong đó, tập trung thực hiện tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, giúp bà con nghèo đón Tết cổ truyền vui tươi đầm ấm, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Để tạo điều kiện cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở có được căn nhà mới vui xuân đón Tết. Những ngày cuối năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức bàn giao 80 căn nhà đại đoàn kết. Trong năm 2023 thì chúng tôi là tổ chức là cắt là 202 căn nhà trị giá hơn 11 tỷ. Nhưng mà trước trong cái quý là 3 cũng gần Tết thì trao trên dưới hơn 80 căn. Đây thể hiện là coi như là tập trung là mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị cũng như các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đều tập trung chăm lo cho cái hộ nghèo là có hoàn cảnh khó khăn không có nhà ở, thì chúng tôi đã hỗ trợ nhà ở chính từ chỗ đó là nó nâng cao cái chất lượng đời sống của người dân cũng như an cư lập nghiệp, tạo thể hiện cái sự quan tâm vào cuộc vừa là thực hiện cái mục tiêu chương trình đã là giảm nghèo bền vững cũng vừa là gắn với thực hiện điều kiện phát triển kinh tế của địa phương ngày càng phát triển. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách, huyện Châu Thành đã tích cực huy động các nguồn lực xã hội trên 3,3 tỷ đồng để chăm lo Tết cho bà con nghèo trên địa bàn huyện. Qua đó đã cấp phát gần 9.000 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi có điều kiện đón Tết. Những phần quà này đã được các mạnh thường quân trực tiếp đến các xã thị trấn trao tận tay bà con nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Năm nay mặc dù tình hình là kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng cái sự quyết tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy, ủy ban triển khai cho các cơ quan, ban ngành đoàn thể là rà soát từng đối tượng từ huyện đến các xã thị trấn để làm sao chăm lo cho người người, nhà nhà đều phải hưởng một cái Tết vui xuân đầm ấm. Không chỉ quan tâm chăm lo cho điều kiện vật chất cho các đối tượng, huyện Châu Thành còn chú trọng chăm lo việc văn hóa tinh thần cho người dân vui Tết với hàng loạt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi sôi động. Ngoài những cái tình hình cái thực hiện an sinh xã hội thì chúng tôi cũng rất là quan tâm về cái hoạt động phong trào để là để tạo cái khí thế tinh thần của sắc xuân. Thì chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động như phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và triển khai đồng bộ từ huyện đến các xã thị trấn. Đồng thời thì cũng tổ chức là các hội thi như là cổng chào các xã thị trấn. Còn đối với ở cấp huyện thì là cũng tổ chức là chấm những cái tổ các cơ quan trang trí khang trang sạch đẹp và chúng tôi cũng có tổ chức chính từ chỗ đó hoạt động nhiều cái thiết thực sôi nổi cũng như hoạt động các trò chơi dân gian rồi lồng ghép những cái gian hàng ẩm thực tạo nét sắc xuân, không khí vui tươi phấn khởi. Có thể thấy các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách đã thể hiện trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể của huyện Châu Thành và cộng đồng xã hội trong việc chung tay hỗ trợ, chăm lo cho các đối tượng khó khăn có thêm điều kiện đón Tết cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần tạo nên không khí đón xuân vui tươi, ấm áp và trọn vẹn.